Và sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Tổng thống Joe Biden ký ban hành đạo luật nâng mức trần nợ. Tổng thống Joe Biden hôm thứ Bảy đã ký ban hành đạo luật nâng mức trần nợ 31,4 ngàn tỷ Mỹ Kim của chính phủ Mỹ, tránh cho Hoa Kỳ khỏi bị vỡ nợ lần đầu tiên trong lịch sử. Tổng thống Biden thông báo trên Twitter cho biết, tôi vừa ký thành luật một thỏa thuận ngân sách lượng đảng nhằm ngăn chặn tình trạng vỡ nợ lần đầu tiên của nước Mỹ, đồng thời giảm thâm hộp ngân sách, bảo vệ các chương trình an sinh xã hội, Medicare và Medicaid, cũng như những chương trình dành cho các cựu chiến binh. Giờ đây chúng ta sẽ tiếp tục công cuộc xây dựng nền kinh tế vững mạnh nhất thế giới. Hôm thứ Sáu trong một thông điệp gửi quốc dân đồng bào, Tổng thống Biden đã ca ngợi thỏa thuận lưỡng đảng này là một thắng lợi lớn cho nền kinh tế của Mỹ cũng như toàn thể người dân Mỹ. Ông nói là việc thông qua thỏa thuận là rất quan trọng, rủi ro không thể nào còn cao hơn được nếu chúng tôi không đạt được thỏa thuận về ngân sách. Đã có những ý kiến cực đoan đe dọa chiếm lấy nước Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử 247 năm của chúng ta và khiến chúng ta vỡ nợ quốc gia không gì có thể vô trách nhiệm hơn thế. Ông cũng khen ngợi Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy vì đã làm việc với thiện chí để đạt được thỏa thuận chung cuộc. Fitch Ratings, một trong ba tổ chức xếp hạng tín dụng hàng đầu của thế giới, cho biết tuy Hoa Kỳ đã tránh được một vụ vỡ nợ vào giờ chót, mức xếp hạng tín dụng 3 chữ A của Hoa Kỳ sẽ vẫn bị giám sát một cách tiêu cực. Các ứng cử viên đảng Cộng hòa cùng ra mắt cử tri lần đầu tại Iowa. Các ứng cử viên tổng thống năm 2024 của Đảng Cộng hòa đã cùng tham dự sự kiện Rose and Rye tại Des Moines, Iowa hôm thứ bảy để trình bày quan điểm của mình trước cử tri. Nhân vật được cho là ứng cử viên sáng giá nhất, thống đốc Florida Ron DeSantis, hô hào rằng: "Với tư cách là tổng thống, tôi nhận ra rằng ý thức hệ woke, tạm dịch là tỉnh thức, là một virus đại diện cho một cuộc chiến chống lại sự thật. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc chiến chống lại những kẻ tỉnh thức đó." chúng ta sẽ không bao giờ đầu hàng đám đông tỉnh thức đó, chúng ta sẽ vứt bỏ ý thức hệ đó vào thùng rác lịch sử. Hai nhân tuyển khác cũng đang được kỳ vọng là cựu Phó tổng thống Mike Pence và cựu thống đốc tiểu bang New Jersey Chris Christie. Cả hai được cho là sẽ chính thức tuyên bố ra tranh cử vào đầu tuần tới. Phát biểu tại sự kiện ở Iowa, ông Pence tuyên bố phe cánh tả cực đoan đã tấn công các giá trị của chúng ta và tấn công gia đình chúng ta theo cách gần như chưa từng có trước đây. Nhưng điều tuyệt vời mà tôi đã thấy khi đi khắp nước Mỹ chính là người dân Mỹ. Người dân Mỹ đã không để cho phe cánh tả cực đoan được yên. Chỉ cần hỏi Bud Light, Target hay giải bóng chày Major League, những tư tưởng bài tôn giáo không có chỗ đứng trong thể thao Mỹ. Các ứng cử viên đảng Cộng hòa khác cũng tham gia sự kiện ở Iowa là Thượng nghị sĩ Tim Scott, cựu thống đốc South Carolina bà Nikki Haley và doanh nhân người Mỹ gốc Ấn ông Vivek Ramaswamy youtube từ bỏ chính sách xóa những video đưa thông tin sai lệch về bầu cử YouTube tuyên bố họ sẽ đảo ngược chính sách gỡ bỏ các video nghi ngờ tính minh bạch của các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vì tình thế hiện nay đã khác xưa. Thông cáo của YouTube nêu rõ là trong vòng 2 năm rưỡi qua, hàng chục ngàn video đã bị xóa. Sau một chu kỳ bầu cử, chúng tôi nhận thấy đã đến lúc phải đánh giá lại tác động của chính sách này trong bối cảnh thay đổi ngày nay. Với suy nghĩ đó và với các chiến dịch vận động tranh cử năm 2024 đang rụt rịch diễn ra, YouTube sẽ ngừng xóa những nội dung bày tỏ sự ủng hộ tới những tuyên bố được cho là sai sự thật, như là có xảy ra gian lận, lỗi sai hoặc là trục trặc trong cuộc bầu cử năm 2020 và các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ trước đây. Thông cáo viết tiếp là trong môi trường hiện tại, chúng tôi nhận thấy rằng mặc dù việc xóa nội dung này sẽ hạn chế một số thông tin sai lạc, nhưng nó cũng có thể có tác dụng ngoài ý muốn là kiểm soát những thông điệp chính trị, nhưng lại không làm giảm đáng kể nguy cơ bạo lực hoặc là các tác hại khác. Tuy vậy, YouTube nhấn mạnh là các đoạn video gây hiểu lầm cho cử tri về thời gian, địa điểm và cách bỏ phiếu. Các nội dung không khuyến khích bỏ phiếu hay là xúi dục người khác can thiệp vào các tiến trình bỏ phiếu vẫn sẽ bị cấm. Một số tuyên bố sai sự thật về gian lận hoặc là sai sót bầu cử ở các quốc gia khác cũng sẽ bị cấm. Tổ chức giám sát Media Matters for America nhận định, YouTube là một trong những nền tảng mạng xã hội cuối cùng duy trì chính sách cố gắng hạn chế thông tin sai lệch và bầu cử. Thế nhưng giờ đây, họ đã quyết định chọn lối thoát thân dễ dàng bằng cách là cho phép những người như là Donald Trump và những kẻ ủng hộ cho ông ta được tha hồ tiếp tục nói dối mà không phải gánh trách nhiệm. YouTube và các nền tảng mạng xã hội khác đã từ bỏ chính sách xóa bỏ những thông tin sai lệch và bầu cử, đang tạo tiền đề cho một vụ bạo loạn ngày 6 tháng Giêng xảy ra thêm lần nữa. Allstate ngừng bán bảo hiểm nhà cho khách hàng mới tại California Gần một tuần sau khi State Farm loan báo sẽ ngừng bán bảo hiểm nhà cho các khách hàng mới, cả cá nhân lẫn doanh nghiệp tại California, một hãng bảo hiểm khác cũng đưa ra quyết định tương tự. Allstate, hãng bảo hiểm nhà lớn thứ tư của California, đã thông báo với Bộ Bảo hiểm California rằng hãng sẽ ngừng bán bảo hiểm nhà cho các khách hàng mới từ năm ngoái, nhưng mãi đến nay tin này mới được bán báo chí loan tin. Allstate xác nhận chúng tôi đã ngưng bán các hợp đồng bảo hiểm nhà, condo và thương mại cho các khách hàng mới ở California để có thể tiếp tục bảo vệ các khách hàng hiện hữu, chi phí bảo hiểm nhà cho khách hàng mới ở California cao hơn nhiều so với giá bảo phí vì nguy cơ cháy rừng, chi phí sửa chữa nhà cao hơn và lệ phí tái bảo hiểm cũng cao hơn. Đại diện của Oste cho biết quyết định này không ảnh hưởng đến khách hàng hiện hữu, cũng như việc họ gia hạn hợp đồng bảo hiểm mới. Tuần trước, State Farm, hãng bảo hiểm lớn nhất của California, cũng đã đưa ra thông cáo ngừng bán bảo hiểm nhà cho các khách hàng mới với lý do tương tự. Sau các thảm họa cháy rừng khủng khiếp năm 2021, ủy ban bảo hiểm california đã công bố các biện pháp mới buộc các hãng bảo hiểm phải tăng tiền bồi thường cho các chủ nhà năm ngoái ủy ban đã thực thi quy định giá bảo hiểm mới buộc các công ty bảo hiểm giảm giá cho những chủ nhà đã tuân thủ các biện pháp an toàn như thay mái nhà và cửa sổ mới để ngăn ngừa rủi ro cháy rừng tiểu bang không yêu cầu các chủ nhà phải mua bảo hiểm nhà tuy nhiên các ngân hàng cho vay thế chấp đều đòi hỏi chủ nhà phải mua bảo hiểm thì mới cho vay một hội đồng giám sát khuyên California là nên ngưng chương trình tái chế rác thải hữu cơ. Một hội đồng giám sát của California đang khuyến nghị tiểu bang này nên tạm dừng thực hiện luật SB 1383, chương trình tái chế rác thải hữu cơ vì nó có quá nhiều vấn đề và không đạt được mục tiêu. Luật SB 1383 đặt ra các mục tiêu là giảm 50% khối lượng rác thải hữu cơ được gửi đến các bãi chôn lấp vào năm 2020 và 75% vào năm 2025. Theo đó, thì các chủ nhà được yêu cầu phải bỏ thức ăn thừa và các vật liệu hữu cơ khác và một thùng rác riêng chứ không được bỏ chung với thùng rác thường hay là thùng rác recycle. Những rác thải hữu cơ này sau đó sẽ được chuyển đổi thành những sản phẩm có thể được sử dụng làm phân hữu cơ hoặc là nhiên liệu. Thế nhưng trong thực tế, chỉ có khoảng một nửa số chính quyền địa phương tại các thành phố và quận hạt tham gia vào chương trình này của tiểu bang và khối lượng rác thải hữu cơ trong các bãi chung lớp đã tăng lên trong những năm gần đây. Bản phúc trình của Ủy ban Little Hoover nêu rõ, mặc dù việc tái chế rác thải hữu cơ là rất quan trọng, tiểu bang không những đã không đạt được mục tiêu của năm 2020 mà còn làm tăng thêm tới 1 triệu tấn rác thải hữu cơ tại các bãi chung lớp. Hiện tại vẫn chưa có đủ tiến bộ để tiểu bang có thể đạt được mục tiêu đặt ra cho năm 2025. Bản Phúc Trình cho hay là một số các rào cản khiến luật SB 1383 này thất bại, đó là chi phí cũng như là cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, nhu cầu hiện tại đối với rác thải hữu cơ đã qua xử lý vẫn còn rất ư là hạn chế. Ủy ban khiến nghị là California nên tạm ngưng luật SB 1383 cho đến khi có thể thực hiện được tốt hơn. Calrecycle là cơ quan giám sát chương trình rác thải hữu cơ đã phản đối khuyến nghị này nói rằng California đã chi gần nửa tỷ Mỹ kim để thực hiện chương trình. Sang qua các bản tin địa phương tại miền Nam California, xe tải chở hàng của Amazon gặp tai nạn trên xa lộ 210, nhiều gói hàng có nguy cơ bị hôi của hàng trăm gói hàng đã rớt vương vãi trên và xung quanh xa lộ 210 đoạn ngang qua thành phố Monrovia sau khi một chiếc xe tải chở hàng của Amazon đụng trúng một bức tường trắng xa lộ. Nhà tuần tra xa lộ California CHP cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1 giờ 30 sáng thứ Bảy trên xa lộ 210 hướng đông sang Tây, tại lối ra đường Merro Avenue. Vụ tai nạn đã khiến nữ tài xế lái chiếc xe tải Amazon đã bị tông ra khỏi xe, văng xuống lane dành cho xe carpool. Các mảnh vỡ từ vụ tai nạn vương vãi trên mặt đường đã khiến hai chiếc xe khác đụng nhau. Nữ tài xế xe tải đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tình hình của hai tài xế kia vẫn chưa được xác định. Những hình ảnh được quay lại hiện trường cho thấy bức tường trắng của xa lộ bị tông sập với hàng trăm gói hàng nằm rớt vương vãi khắp nơi. Sở Cảnh sát Monrovia cho biết một số cư dân địa phương sống gần đó đã cố tìm cách ăn cắp những gói hàng này. Cảnh sát đã cử nhân viên đến canh chừng. Amazon đã điều một chiếc xe tow truck đến hiện trường để thu hồi các gói hàng, chuyển đến một nhà kho của Amazon trong vùng. Sa lộ 210 đã bị tạm đóng trong vài tiếng đồng hồ sau vụ tai nạn, và sau đó đã được mở lại. Một bà mẹ bỏ hai đứa con nhỏ trên xe đi vô thương xá để ăn trộm đồ, ai ngờ chiếc xe bên ngoài bốc cháy. Một phụ nữ tại Florida đã bị bắt và bị truy tố sau khi chiếc xe của cô ta bỗng dưng bốc cháy. Trên xe vẫn còn hai đứa con nhỏ, trong khi cô ta thì đang ăn trộm đồ trong một khu thường xá. Sự việc xảy ra tại thành phố Oviedo, miền trung của Florida vào ngày 26 tháng 5, nhưng mãi đến nay mới được truyền thông loan tin sau khi đương sự ra tòa. Theo biên bản của Sở Cảnh sát thành phố Oviedo, cô Alicia Moore, 24 tuổi, khi đó đậu xe trong thương xá Dallas khoảng giữa trưa ngày 26 tháng 5, bỏ hai đứa con nhỏ của mình ở trên xe. Cô ta đi vô thương xá và bị nhân viên bảo vệ theo dõi và phát hiện là cô ta và một đồng bọn ăn cắp đồ trong các tiệm khoảng trong vòng một tiếng đồng hồ. Khi xong việc định bỏ ra về, thấy chiếc xe của mình đang bốc cháy nguồn ngục, cô mò quăng hết số đồ vừa lấy trộm được, ba chân bốn cẳng phóng ra khỏi khu thương xá. Nhiều khách hàng đang đi mua sắm nhìn thấy đám cháy cũng đã chạy đến giúp cứu hai đứa nhỏ ra khỏi chiếc xe. Hai đứa bé được đưa đến một bệnh viện, một đứa bị phỏng cấp độ 1 ở mặt và lỗ tai. Cô mua bị cảnh sát thẩm vấn và sau đó đã bị bắt vì đang bị truy nã ở vài quận hạt khác. Sở cảnh sát thành phố Oviedo cho hay là chúng tôi chưa biết nguyên nhân của vụ cháy. Tuy nhiên, nếu như cô mua không bỏ bê, có lẽ đứa nhỏ đã không bị thương. Đương sự đã bị truy tố hai tội bỏ bê trẻ nhỏ và tội đốt phá. Cô mua đã ra hầu tòa vào hôm thứ sáu và tuyên bố là không nhận tội. Ngoài hai tội Danh kể trên, cô ta còn bị truy tố thêm 4 tội khác, bao gồm tội trộm cắp vạc, tội hành hung và tội tấn công liên quan tới những vụ trước đó. Và đó là các bản tin Hoa Kỳ cũng như là tin địa phương. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với những bản tin đến từ Việt Nam. Xin kính mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi.